luận cuối cùng mức án khung dành cho ông Võ Văn Thưởng. Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, khi chúng ta sai phạm thường không chỉ có hậu quả trực tiếp mà còn phải đối mặt với những trả giá không ngờ của những hành động đó. Từ việc mất lòng tin của người khác đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, sự trả giá khi sai phạm có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống và danh dự của chúng ta. Và đối với ông Võ Văn Thưởng cũng vậy, việc ông đối mặt và chịu trách nhiệm với hậu quả của hành động sai phạm dưới nhiệm kỳ của mình là một phần không thể thiếu của quá trình hồi phục và sửa chữa. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự trả giá cũng chỉ là hình phạt mà còn là những bản án lương tâm hay vấn đề danh dự. Vậy đối với ông Võ Văn Thưởng, ông sẽ phải nhận những điều gì? Ngay sau đây, hãy cùng Ngẫm Sử Thi đi làm rõ điều này. Lời cam kết, tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi, được ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước khiến nhiều người tâm đắc. Vậy mà lời cam kết đó đã bị vỡ tan theo những sai phạm không thể nào xóa mờ. Lời cam kết, tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi, được vang lên tại hội trường Diên Hồng sáng ngày 2 tháng 3, khi ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội tín nhiệm vào vị trí Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 487/488. Lời cam kết, tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi được tân Chủ tịch nước trích trong bài thơ Những đêm hành quân mà nhà thơ Xuân Diệu sáng tác ngày 26 tháng 5 năm 1966. Lời cam kết qua đoạn thơ ông Võ Văn Thưởng yêu thích từ thời học sinh đã giúp ông bày tỏ được tấm lòng một người đứng đầu quốc gia. Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu. Tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu gian lao. Giữa lúc nhiều giá trị bị tranh trao và nhiều niềm tin bị thử thách, thì lời cam kết tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi thực sự làm cộng đồng xúc động. 57 năm trước, nhà thơ Xuân Diệu cam kết như vậy để giã biệt chuỗi ngày mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây và đi với cách mạng. Mấy mươi người thành một chí cương kiên khi những dấu tay bứng chồng còn mới. Trên hai hàng cây bên đường xanh tới, ân cần lo nảy lá ẩn người qua. Bây giờ, ông Võ Văn Thưởng tiếp nối lời cam kết. Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi, như ông thổ lộ. Tôi may mắn trưởng thành trong nghĩa đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu thương chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước. Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp. Trải qua hành trình từ một sinh viên và là chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ của khoa triết học Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho tới hôm nay, ông Võ Văn Thưởng từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Ban Bí thư. Ông Võ Văn Thưởng đã chứng kiến không ít thăng trầm. Vì vậy, trong phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng mong muốn xây dựng môi trường công bằng và minh bạch để mọi người, nhất là giới trẻ, có cơ hội cống hiến cho xã hội. Là nhân vật trẻ nhất trong Bộ Chính trị, Võ Văn Thưởng ở tuổi 53 được bầu làm Chủ tịch nước, chứng minh khát vọng thanh xuân của một xứ sở đang tích cực hội nhập quốc tế. Ông Võ Văn Thưởng cũng là người phát biểu rằng không ai muốn xử lý kỷ luật bỏ tù đồng chí, đồng đội của mình, nhất là những người đã từng công tác với mình. Đây là việc rất khó khăn nhưng không thể không làm để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội. Vấn đề này sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Và chính những lời tuyên thệ trước Quốc hội và nhân dân khi nhậm chức, cùng những lời phát biểu sâu sắc khi nhắc về vấn đề làm gương, minh bạch công khai trong vấn đề xử lý tham nhũng không có ngoại lệ nào được bỏ qua, đã làm cho ông Võ Văn Thưởng tự
tự nhận rõ được trách nhiệm của mình khi đã để cho quá nhiều cán bộ sai phạm với những vụ án tham nhũng rất lớn xảy ra trong 13 tháng ông nhận chức Chủ tịch nước. Năm 2023, kết quả thi hành án dân sự đạt cao nhất từ trước tới nay với hơn 575.000 việc, thu trên 89.000 tỷ đồng, trong đó có trên 20.000 tỷ đồng từ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tăng gần 4.500 tỷ so với năm 2022. Có thể nói rằng, các vụ án tham nhũng, số cán bộ vi phạm và số tiền của các vụ án đó chính là những mũi dao cực kỳ sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim được phụng sự đất nước của ông Võ Văn Thưởng. Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Ngày 24 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Qua kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án, Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ đối với vụ án nêu trên, đồng thời đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hạnh Trung, nguyên Giám đốc Sở Y tế, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, được quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Bắt cán bộ Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ buôn lậu 1.200 container hàng hóa. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt giam và thực hiện khám xét chỗ ở đối với ông Vũ Xuân Đồng, 43 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3, Thành phố Hồ Chí Minh về tội buôn lậu. Trước đó, PC01 mở rộng điều tra vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ đội chống buôn lậu, PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đồng phạm thực hiện. Các bị can đã thành lập các công ty ma, sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty này để mở nhiều bộ tờ khai hải quan, nhập lậu hơn 1.200 container hàng hóa, máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam. Nhóm này cũng được xác định đã móc nối với công ty giám định để cấp chứng thư giám định khống, tạo điều kiện cho việc thông tin và tiêu thụ, mua bán số máy móc, thiết bị cũ trên tại thị trường Việt Nam, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Kết quả điều tra, PC01 đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố 26 bị can. Tiếp tục điều tra mở rộng, công an xác định ông Đồng đã giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của nhóm này khi được phân công kiểm tra thực tế hàng hóa của Tiến. Căn cứ kết quả điều tra, PC01 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đồng với vai trò đồng phạm giúp sức. Khởi tố bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ.
Đây là kết quả của quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Ngày 21 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, sinh năm 1963, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, điều 219 Bộ Luật Hình sự. Lê Đức Thọ, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, điều 358 Bộ Luật Hình sự. Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cựu Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương lĩnh án tù. Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án 17 bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và đưa nhận hối lộ. Các bị cáo Lê Minh Quốc Cường, 57 tuổi, cựu Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Thành Trung, 50 tuổi, cựu Phó trưởng Ban Quản lý và các khu công nghiệp tỉnh. Và Nguyễn Thành Nhân, 51 tuổi, cựu Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, lĩnh án 1 năm 6 tháng tù. Đặng Quang Việt, 64 tuổi, cựu Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, bị tuyên phạt 1 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Các bị cáo Nguyễn Kiên Cường, 37 tuổi, cựu chuyên viên Sở Lao động Thương binh và Xã hội, bị tuyên án 16 năm tù. Bị cáo Hoàng Thanh, 60 tuổi, cựu trưởng phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, bị tuyên án 13 năm tù. Bị cáo Đinh Thái Tuấn, cựu phó trưởng ban phòng quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước, bị tuyên mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Nhóm 10 bị cáo còn lại là các cá nhân bị xét xử về các tội đưa hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trong nhóm bị cáo này, bị án có mức cao nhất là Vũ Hoài Thanh, bị tuyên phạt 12 năm tù giam. Bị cáo có mức án thấp nhất là Nguyễn Khánh Vân, nhận mức án 1 năm 6 tháng tù treo. Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của nhà nước về sử dụng lao động người nước ngoài từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2022, các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương khác. Để được giải quyết hồ sơ, các bị cáo đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước. Tiếp đó, các bị cáo sử dụng giấy phép lao động để lập hồ sơ đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp thẻ tạm trú thị thực cho người nước ngoài để lao động ở lại Việt Nam trái phép. Cơ quan điều tra xác định, một số lãnh đạo, cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước đã nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Chỉ riêng trong năm 2023, các vụ án tham nhũng ở Quảng Bình đã vượt ngưỡng báo động đến không ngờ. Thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho hay, trong năm 2023, Tòa án Nhân dân 2 cấp đã đưa ra xét xử 6 vụ
với 8 bị cáo liên quan đến tham nhũng, so cùng kỳ năm 2022 tăng 3 vụ và 5 bị cáo. Cụ thể, đã đưa ra xét xử các bị cáo tham ô tài sản xảy ra tại Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Nón Lá xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1968, giám đốc hợp tác xã này 36 tháng tù vì tội tham ô hơn 250 triệu đồng. Vụ án xảy ra tại huyện Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Hà Thị Huyền Trang, công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội Ủy ban Nhân dân xã Vạn Ninh 9 tháng tù vì chiếm đoạt tiền chính sách của 5 đối tượng hơn 36 triệu đồng. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Bình, chi nhánh huyện Lệ Thủy. Tòa án Nhân dân huyện này đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Bích Ngọc 42 tháng tù vì tội tham ô tài sản hơn 121 triệu đồng. Vụ án xảy ra tại Bưu cục Bố Trạch, trực thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong, chi nhánh Nghệ An, tuyên phạt bị cáo Võ Thị Dung 42 tháng tù. Vụ án nhận hối lộ tại Phòng Tư pháp huyện Minh Hóa, Tòa án Nhân dân huyện này đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thu Hiền, 42 tuổi, nguyên Phó Phòng Tư pháp huyện, 3 năm tù vì hành vi nhận hối lộ 9 triệu đồng của hai người dân địa phương. Đáng chú ý, vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình, tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Linh, cán bộ thủ quỹ của trung tâm 20 năm tù vì chiếm đoạt gần 8,2 tỷ đồng. Ngoài ra, tuyên phạt Nguyễn Văn Pháp, nguyên giám đốc và Phan Thị Mai, kế toán trung tâm, mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình, trong quá trình xét xử các vụ án, Tòa án Nhân dân hai cấp đã xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hình phạt được áp dụng bảo đảm nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo. Đặc biệt là đối với người chủ mưu, cầm đầu, mức án áp dụng đối với các bị cáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Ngay tại Kon Tum cũng đã phát hiện 6 vụ tham nhũng tiêu cực trong năm 2023. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện 6 vụ án tham nhũng tiêu cực, đồng thời khởi tố 10 bị can liên quan đến các vụ tham nhũng tiêu cực của năm 2023 và các năm trước. Cụ thể, 6 vụ án tham nhũng tiêu cực được các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện, gồm vụ công chứng viên Huỳnh Thị Mai Xuân nhận tiền của người yêu cầu công chứng xảy ra tại phòng công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, xảy ra tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Vụ việc có dấu hiệu vi phạm về lĩnh vực đất đai trong công tác tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plong giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plong. Vụ việc sai phạm về trường hợp sử dụng đất tại dự án đầu tư khu nhà nghỉ, du lịch sinh thái tại huyện Kon Plong của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành viên Cao su Kon Tum. Vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Vietstar. Vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Nam Phát Kon Tum. Đối với các vụ án xảy ra trong năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố 3 bị can về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất gồm Nguyễn Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Kon Tum, Lê Hữu Nhân, nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Kon Tum và Phạm Phước, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Cơ quan chức năng khởi tố 2 bị can về hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Vietstar và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Nam Phát Kon Tum. Các vụ việc còn lại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đang thụ lý, giải quyết theo quy định. Tại Lâm Đồng, làm giả sổ đỏ, cựu cán bộ địa chính bị khởi tố. Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2023, Công an huyện Cát Tiên, Lâm Đồng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Nga, 34 tuổi,
trú tại thị trấn Cát Tiên về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quyết định trên. Theo thông tin ban đầu, trong 10 năm, từ năm 2011 đến năm 2021, Nguyễn Thị Nga công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Tiên. Sau đó, từ năm 2021 đến năm 2022, Nga chuyển về làm công chức địa chính tại xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên. Vì cần vốn kinh doanh bất động sản, Nguyễn Thị Nga đã lợi dụng vị trí công việc để tìm nhiều cách chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Trong thời gian đi học thạc sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, Nga quen biết một người đàn ông tên Hồng làm nghề xe ôm, nhận làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Vì vậy, Nguyễn Thị Nga đã liên hệ với người này đặt làm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất với giá 4 triệu đồng một bộ. Thông tin các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả được Nguyễn Thị Nga lấy từ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật mà đối tượng có được do làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Tiên cùng một số thửa đất người nhà của đối tượng đang đứng tên. Sau đó, Nga đã sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên để cầm cố cho 6 người vay số tiền 3.765 tỷ đồng. Khi đến hẹn thanh toán, Nguyễn Thị Nga không có khả năng chi trả. Những người cho Nga vay tiền đem các giấy này đi kiểm tra thì mới biết đây là giấy tờ giả. Xác định các hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Nga, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên đã cho đối tượng này thôi việc. Nguyễn Thị Nga bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cát Tiên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về các tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý, Công an huyện Cát Tiên đang làm thủ tục để chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận giao đất trái quy định gây thiệt hại 45 tỷ đồng. Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tỉnh Bình Thuận. Trong số 12 bị cáo, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai sinh năm 1962 cùng 10 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại Điều 219 khoản 3 Bộ Luật Hình sự. Trong số 10 bị cáo đó có Lương Văn Hải sinh năm 1960, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Ngô Hiếu Toàn, sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, và 8 bị cáo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận là Hồ Lâm, sinh năm 1960, cựu Giám đốc, Lê Nguyễn Thanh Danh, sinh năm 1980, cựu Phó Giám đốc, Đặng Hoài Nhân, sinh năm 1965, cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Nguyễn Thanh Cho, sinh năm 1973, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai. Lê Nam Hưng, sinh năm 1980, cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai. Phạm Duy Cường, sinh năm 1974, cựu Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế Đất, Chi cục Quản lý Đất đai. Lê Anh Huy, sinh năm 1977, cựu chuyên viên Phòng Kinh tế Đất, Chi cục Quản lý Đất đai. Nguyễn Thị Thu Phong, sinh năm 1962, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1967, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 360, khoản 3, điểm D, Bộ Luật Hình sự. Tại phiên tòa, hơn 30 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Ngọc Hai có 7 luật sư bảo chữa. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Ngọc Hai khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhưng vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất 18, 19, 20
thuộc quỹ đất 2 bên đường DT706B, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết cho công ty cổ phần Tân Việt Phát vào năm 2017, nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm 2013 trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước. Tham gia giúp sức cho bị cáo 2 có các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, được giao nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến quản lý đất đai và tài chính về đất đai. Cáo trạng kết luận, hành vi của các bị cáo vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2013 gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỷ đồng, cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong đó, Nguyễn Ngọc Hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính, các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm. Khó có thể liệt kê được hết hàng loạt vụ án tham nhũng hối lộ xảy ra từ năm 2023 cho đến nay trong nhiệm kỳ của ông Võ Văn Thưởng chỉ đạo. Quả thật, dù không có liên quan tới bất kỳ sai phạm nào, nhưng là người giữ trọng trách lớn nhất, nên ông Võ Văn Thưởng đã phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những sai phạm này. Ông chính thức xin từ chức và được Quốc hội đồng ý cho miễn nhiệm. Dù không phải chịu bất kỳ hình phạt nào của pháp luật, nhưng có lẽ chính bản thân ông sẽ phải nhận lấy những sự day dứt và ân hận vì đã không cứng rắn xử lý để quá nhiều cán bộ sai phạm như vậy. Dù cho ông có xuất sắc đến đâu và những cống hiến đóng góp của ông có lớn lao thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể lấp đầy đi được quá nhiều sai phạm, quá nhiều cán bộ tham nhũng ở con số chấn động như vậy được. Nhân dân Việt Nam ta từng rất tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào ông Võ Văn Thưởng, nhưng có lẽ niềm tin ấy giờ đã mất đi, và đó chính là mức án kịch khung đau lòng nhất mà ông Thưởng phải nhận, không biết khi nào mới có thể trả lại được. Trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện Tiếng ẩu ơ đứt gãy. Cùng với tiếng kêu thất thanh của cô Sáu là máu, Hân chưa bao giờ thấy máu nhiều đến như vậy. Máu từ hai chân cô tuôn ra, giống Hân ngày có tháng, chảy tràn xuống đùi, xuống bắp chân như một con rắn nước dài. Hân nằm trên võng, thò chân đung đưa nhẹ nhẹ, miệng ầu ơ su con ngủ. Lâu lắm rồi, Hân mới có dịp nằm trên võng nơi thềm nhà mình, nhìn lên khoảng trời xanh ngăn ngắt như thời còn con gái. Những tàu lá dừa hệt như cái lược khổng lồ mạnh mẽ dương thẳng ra xung quanh, che chở ngọn với chi chít trái to, trái nhỏ. Vậy mà những nhánh sầu đâu cũng dáng bươn bà chen vào, tạo thành những khoảng trống khiến vài chiếc lá dừa rủ xuống, buồn thiu như con mướp cụp chiếc đuôi dài ngoẵng, bị mẹ bắt tại trận khi lén lút thò tay cua quào mấy con cá bống kho trên kệ bếp. Gió từ con sông sau nhà thổi lên mát rượi, thứ gió mang mùi ngây ngây của bùn đất, hình như của cả hương hoa bần đang đung đưa ngoài xa, khiến từng lỗ chân lông như giãn ra nhẹ nhõm. Hân miên man nghĩ đến chồng, đến cơn giận đùng đùng tối qua. Kỷ niệm ngày cưới cũng là sinh nhật Hân, chồng say bí tỉ ở phương nào về không nói một tiếng, cũng không thèm nhớ sáng nay đưa mẹ con về quê ngoại như đã hứa. Cơn giận không còn trực trào ra, bùng bét thành thứ âm thanh khó nghe đổ vào nhau nữa, mà len lỏi như nước ngầm, thấm sâu xuống đất. Hân nghe một nỗi tủi thân tràn khắp. Hân miên man nghĩ, đàn bà phải trải qua bao nhiêu chuyện, xoa đắp và víu cho lành bao nhiêu vết thương mới hiểu hết lòng dạ một người đàn ông. Cái cách sống tan từng giọt hơi sức, dẫu là cuối cùng cho tình yêu đã bám chặt lấy bao nhiêu người để rồi quẳng họ vào cái hố sâu thăm thẳm của sự thất vọng. Của quạng, bấu víu, leo lên miệng hố, bước chân đi tiếp. Mấy người còn là mình của ngày hôm qua. Ăn đi con. Hân giật mình không biết mẹ ngồi bên cạnh từ lúc nào. Nhìn dĩa khoai lang như ngọc tím dịm, từng củ ú tròn, no mẩy, hãy còn bốc khói. Lớp vỏ nứt mỏng ra, đủ hiểu bên trong nhiều bột, xốp và ngọt đến thế nào. Hân nhìn mẹ, lòng cuộn lên một nỗi biết ơn và cả sự ngưỡng mộ không sao kể xiết. Kể từ ngày có Nemo, không còn nhớ bao nhiêu lần nghĩ đến mẹ là Hân nghe nỗi thương yêu sâu sắc bao phủ lấy mình. Không còn nhớ Hân tự hỏi mình bao nhiêu lần, qua bao tháng bao năm vất vả,
sao mẹ có thể đi qua bình an đến vậy? Mặt trời thảy những tia sáng len qua từng kẽ lá, vẽ xuống nền đất những vệt dọc ngang, đủ thứ hình thù lạ mắt, tựa những nét vẽ nguệch ngoạc của Nemo lên tường, mỗi lần vừa lấy được bất cứ cái gì có thể ra màu, kể cả cây son của mẹ. Khoai lang cô Sáu cho đó con, cổ trông. Cô Sáu ý hử mẹ? Ừ. Con nhớ hồi cô Út còn nhỏ, cô Sáu mê nó ghê lắm. Cô ấy có khá hơn không mẹ? Vẫn vậy con à, có phần tệ hơn vì ngày càng già. Già hay nhớ chuyện xa xưa mà, âu cũng là đoạn ân tình nào đó phải trả. Giọng mẹ thấp và nhỏ dần, như thể chỉ nói cho mình, nhưng vẫn đủ để Hân nghe đến hết những âm thanh cuối. Hân đã từng không tin có ai đó khi không mắc nợ mắc nần với mình. Bất thình lình rụng xuống như một trái dừa bị chuột gặm rời quầy, rồi từ đó làm cho đời mình hạnh phúc hay tan hoang. Nhà cô Sáu nằm trên một mảnh vườn rộng lớn ngay sát chân cầu Khỉ. Ngày nào Hân cũng hai lượt đi học về. Cây cầu chỉ là một thân tầm vông tròn bằng cổ chân trẻ con. Sáng sớm hay những ngày có mưa, tựa hồ có bàn tay ai đó thoa một lớp mỡ, đặt chân lên là cứ xoay qua xoay lại như xiếc. Vậy mà cả xóm ai cũng đi qua một cách dễ dàng, kể cả người già và con nít như Hân. Mỗi lần qua cầu, Hân nhớ mình luôn không quên gửi lại con Sẻo một nụ cười tựa niềm vui chiến thắng nho nhỏ mỗi sớm mai. Chỉ có những người khách lạ là chần chừ không dám bước, là phát hiện ra cái vô lý sao không ai nghĩ cần phải làm là một cái tay vịn cho chiếc cầu ấy. Còn những người thân thương với mảnh đất, với con Sẻo nhỏ bằng tất cả sự quen thuộc, nào có nhận ra đâu là vô lý nữa. Hân còn nhớ những chiều đi học về sớm, ngồi thụp xuống miếng đất nhô cao như hình chóp nón bên đây cầu, nhìn chăm chú vào những mảnh vườn rộng lớn, có 7 căn nhà lúp xúp nhỏ xíu của 7 anh em cô Sáu trải dài cho đến gần nhà mình, là Hân không thể nghĩ đến ngôi nhà của các chú lùn trong truyện cổ tích. Trong 7 căn nhà đó, căn nhà nhỏ nhất gần nhà Hân lúc nào cũng sạch tinh tươm. Phía trước là dãy hoa 10 giờ tím tím, lúc nào cũng rực rỡ và giàn mướp với cơ man là trái nhỏ, trái to. Đó là nhà cô Sáu ý. Cô ít nói và không hay lui tới chuyện vãn gì với ai trong xóm trừ mẹ. Nhất là kể từ mẹ dạo sinh Út, mỗi trưa khi nghe văng vẳng tiếng mẹ hát, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lèo, là cô lại qua ngồi gần mẹ dành đưa võng cho em. Cô không đẹp, đường nét khuôn mặt, cơ thể thô, da lại đen, nhưng tóc cô thật dày và suôn mượt. Có những chiều hanh hao nắng, Hân ngồi bên trong cửa sổ học bài, lắng nghe từng nhịp võng đều đều ngoài thềm nhà. Thấy mái tóc cô mới gội, hãy còn ướt bời bời theo vài cơn gió thốc bất chợt. Nghe thoang thoảng mùi hương xả, hương chanh, thấp thoáng ánh mắt hiền lành, chăm chú nhìn em bé ngủ. Chợt trong lòng dâng lên một niềm thân thương, ruột rà với cô như mấy dì mấy cô của mình. Những ngày hè hay chủ nhật, đôi lần ùa về sớm sau trận nhảy dây mặt đỏ tía tai với đám hàng xóm. Hân kịp thấy cô nhét cái gì đó vào tay mẹ rồi vội về, không quên vỗ nhẹ vào mông bé Út bụ bẫm, nằm hết chiếc mũi tẹt ngủ say sưa trên võng. Mãi cho đến ngày Út đã biết đi qua cây cầu Khỉ để vào lớp 1, vài lần, Hân vẫn thấy cô thì thầm với mẹ sau trái bếp, lại thập thò nhét vào tay mẹ gói giấy rúm gió nho nhỏ. Chị Ba, cho em xin lại vàng. Của cô gửi chị, lúc nào cần thì lấy, chứ xin gì ở đây. Mà cô nghĩ kỹ chưa? Dạ, anh ấy mua cái ghe cũng 2 cây mấy. Em tính của em cũng 3 cây rồi, dư chút đỉnh, mẩn cái vốn mua cám gạo, khoai lang này kia ở miệt dưới, đem về mình bán. Miệt quê ảnh mấy cái này rẻ. Cô Sáu. Dạ. Chị coi cô như em, vì cô coi chị như chị trong nhà nên mới nói. Chưa cưới chưa hỏi, chú tánh từ miệt dưới mới lên, mình cũng chưa biết gì nhiều. Biết là cháu ưng tư hình, nhưng mà cái tánh cái nết tường tận chưa Sáu. Dạ, em mồ côi mồ cút, còn ảnh cũng một mình. Tính tình ảnh giản đơn lắm chị à. Bấy lâu nay anh để dành tiền để tính chuyện mần ăn. Chuyện trăm năm tình nghĩa
chứ nhằm gì cái rình rang một ngày hả chị? Hân giật nảy mình như ai nhéo ngang hông khi vô tình nghe câu chuyện giữa cô và mẹ. Lúc đó Hân đang học cấp 3. Hân ngạc nhiên quá đỗi. Từ hồi nào cô Sáu Ý ăn nói trơn tru hay ho vậy? Thì ra là cô gửi vàng cho mẹ. Thì ra là cô Sáu Ý đang có tình yêu. Thì ra là cô Sáu Ý lấy lại vàng để đưa cho chú Tánh, người yêu cô. Kể từ khi chú Tánh sắm chiếc ghe gắn một cái máy vuông vuông màu cam, có mái che khung khung bằng ngôi nhà nhỏ của cô Sáu Ý, cột ngay gốc dừa già gần cây cầu khỉ là cả xóm nhỏ nháo nhào. Từng cây bần, đám sửa nước, kể cả những con cá thòi lòi, vô tư ngơ ngác cũng dường như bừng tỉnh vì tiếng xuồng máy theo từng con nước lớn nước dòng, theo từng chuyến ghe thương hồ 10 ngày nửa tháng của chú Tánh. Người ta không bớt xì xào về chú Tánh có cái đầu 73, lúc nào cũng láng cóng. Chú Tánh nhỏ hơn cô Sáu 7 đến 8 tuổi. Chú Tánh cái gì cũng biết, chú Tánh nói nghe thiệt hay, người đi đây đi đó nó phải khác chứ. Cũng kể từ đó, Hân không còn thấy cô Sáu dúi vào tay mẹ những gói giấy nho nhỏ đằng sau trái bếp nữa. Cô hay cười, cô nói nhiều hơn, tóc cô hình như dày, dài và đẹp hơn thì phải. Cô vẫn qua nhà Hân, nhất là những lúc chú Tánh xuôi chuyến ghe, chở đường mía, rửa sấy đi bán, cùng với mớ khoai lang, thùng nước mắm hay là những rúm cá khô, cá sặc, hũ mắm linh của cô Sáu mang qua biếu mẹ. Hân còn nghe về những tên gọi gợi lên một vùng quê xa ngái mà không biết bao giờ mình mới có dịp đặt chân đến. Lấp Vò, Hồng Ngự, Chi Tôn, Thốt Nốt, Cái Nước, Đầm Rơi. Có lẽ trong giấc ngủ quên vào một trưa hay chiều nào đó trong thời thiếu nữ, trên cái võng nhìn trời nhìn mây, mải mê dõi theo những hình thù kỳ lạ, Hân đã từng mơ mình hóa thành cánh chim thiên di, đi tìm gặp hoàng tử của đời mình. Chiều rồi, muỗi nhiều quá, vô nhà đi Sáu. Chắc hôm nay nữa anh Tánh về. Ừ, chú Tánh về tiếng ghe máy lạch tạch ầm con xẻo. Sáu nghe mà, ngồi đợi cả tháng rồi. Đi, bầu bì. Chị ba ơi, Hân ơi. Cùng với tiếng kêu thất thanh của cô Sáu là máu, Hân chưa bao giờ thấy máu nhiều như vậy. Máu từ hai chân cô tuôn ra, giống Hân ngày có tháng chảy tràn xuống đùi, xuống bắp chân như một con rắn nước dài. Sau này Hân mới biết cô có thai. Và mãi khi mang Nemo trong bụng, mỗi lúc bước chân đặt xuống đất rón rén như thể sợ con rơi ra. Lúc đi ra đường, hễ có tiếng còi xe ai bấm toe toe, giật mình một cách vô thức, Hân đưa tay ôm khư khư cái bụng lùm lùm như giữ chặt lấy con. Lúc ấy Hân mới hiểu tại sao mẹ cứ thở dài thườn thượt suốt nhiều ngày khi cô Sáu nằm im quấn cái mền hoa đỏ trong căn buồng tối om. Em bé không ở lại, cô Sáu không còn nằm im trong căn buồng tối nữa. Nhưng bắt đầu từ đó, mỗi chiều nước lớn, bất kể là sáng, trưa, tối hay hừng đông, ai có việc đi qua cây cầu khỉ là thấy cô ngồi thu lu trên mảnh đất hình chóp nón, ngóng tiếng ghe máy từ một nơi xa. Chú Tánh vẫn chưa trở về. Cây cầu khỉ giờ đã thay bằng cầu bê tông. Một vài lần Tết có dịp về quê sớm, khi mùa gió trướng xe sắt thổi, nước mấp mé thân cầu, Hân như thoáng thấy một bóng lưng gầy gò kịp quay gót khi nghe tiếng người lạ. Cái bóng lưng rúm gió như thể một miếng ni lông ai đem hơ trên lửa, biến mất sau dãy nhà ngói mới xây và tấm bảng bán đất mặt tiền. Quắt queo, bóng lưng cô Sáu Ý. Hân nhìn mái tóc trắng quá nửa của mẹ chợt hoang mang. Có khi nào cách suy nghĩ mọi thứ đến và đi trong đời mình là có duyên có nợ, đã khiến mẹ và chắc nhiều người nữa an lòng mà đi qua những ngày nắng ấm hay giông bão của đời mình. Sáu hả? Em bé nè, đến đây. Mẹ đưa mắt trấn an Hân. Em bé hả chị ba? Em bé khoai lang hử? Ừ, em bé Nemo. Mô hả? Mô hay mo? Mo cau á. Nemo, Sáu à, là tên một con cá thiệt đẹp trong phim. À, lớn hơn củ khoai lang nên ở lại với mẹ. Chị ba nói con Sáu bằng củ khoai lang thì đi về trời. Ừ, đưa võng em đi, đưa nhẹ nghen. Hát không chị ba? Ừ. Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Ví dầu cây cải gió đưa. Cây cải gió đưa gì chị ba? Gió đưa cây cải, Sáu. Ờ,
Cây cải gió đưa, cái gì ở lại? Củ khoai hả? Em bé bằng củ khoai thì đi, em bé lớn thì ở lại. Ví dầu âu ơ. Gió mơn man mát rượi, thời gian như duỗi ra vô tận. Hân nghe được tiếng hơi thở hắt ra nặng nề, cố nén của mẹ ở bên cạnh. Hân không biết nước mắt mình khẽ bò xuống má, theo tiếng ẩu ơ đứt gãy của cô Sáu từ lúc nào. Từ sau bếp vắng đến tiếng lục bục của ấm nước đang sôi, tiếng gió lay phần phật từng tàu lá dừa sau hè. Hân nghe như tiếng mẹ vẳng lại từ một nơi nào đó. Đàn bà chín điều dại dột cũng phải có một điều khôn nghe con. Lớn rồi, mần gì cũng phải nghĩ đến đứa con. Vợ chồng như chén trong sóng, một đứa con với đàn bà là cả một cuộc đời.